Hay do xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ôi ơi, hên, hôm nay là tôi vô là tôi không gặp cúp bồ đó. Đỡ hơn hôm qua nha, trời ơi, hôm qua cái gì mà ta nói hả? Vô cái tên nào tên đấy là toàn màu hồng không, xung quanh mình đã vậy còn đi theo tôi nữa. Hôm nay đỡ hơn rồi nè má ơi, ở ngoài đã ăn cơm chó rồi, vô trong game còn ăn cơm chó nữa, quá là áp lực rồi. Chưa thấy khi nào chơi game mà áp lực vậy luôn. Ui ui, ở đây có mấy cái lá mùa thu, đứng vô là lá tự bay luôn mọi người. Ồ, để tôi, cái này là tôi làm phép đó nha, đó. Tôi chuẩn, chuẩn cho lá bay. Để xem bạn nào may mắn nhất ngày hôm nay nhận phần thưởng là cái áo nửa trái tim. Và người may mắn đó chính là bạn này. Wow, quá nhân phẩm rồi, người đầu tiên luôn nha mọi người. Người đầu tiên trong cái sự kiện mini game của mình luôn. Rồi, để mình mở các phần quà cái đã. Ồ, được cái cây rất là to luôn nè. Ok la, tiếp theo là cái hộp bốc thăm phép thuật. Trời ơi, cái chồng bưu điện. Sao cái tay tôi bốc thăm lúc nào cũng hẻo vậy trời. Ủa, ôi, vừa bốc thăm xong tự nhiên mấy cái lá nó hết bay rồi nè mọi người, kìa. Ủa là sao? Sao lúc đầu bay mà ta? Quá lão mà rồi, bây giờ mình sẽ tặng quà nhá. Rồi, đâu rồi, mình có copy rồi. Dán tên vô. Ok la. Ủa, sao cái tên lúc nào không có dấu cách mà dán vô lại có dấu cách ta? Ủa là phải bạn này không? Tại vì mình sợ tặng lộn, nhiều lần mình tặng lộn lắm luôn rồi. Nếu mà là bạn thì bạn gửi thư ngay cho mình nha, mình sẽ tặng ngay lập tức khi thấy thư. Chứ giờ sợ tặng lộn quá, đợi bạn này xác minh cái đã. Ok la, ở clip này thì mình sẽ tặng quà cho mọi người luôn. Và có hai cái lựa chọn. Nếu mà các bạn thích mình á, một clip tặng cho một người thôi thì các bạn sẽ nhấn like. Còn một clip tặng cho hai người thì sẽ nhấn subscribe nha. Các bạn có 3 giây, 3, 2, 1. Và mình sẽ lựa bên nào nhiều nhất thì mình sẽ thực hiện yêu cầu theo bên đó. Với lại là hôm nay là chúng ta có một cái gói VIP mùa đám cưới vui vẻ nè các bạn ơi. Trời ơi, cái bộ này thì mình thấy rất là xịn luôn. Con bé cưng phóng to quá trời to luôn nè, quá là đáng yêu luôn. Ui, xịn nha, đám cưới rồi, đàng hoàng, cô dâu. Có biểu cảm mắt nữa nè, rồi bó bông, nơ rồi bó bông các thứ. Mình thấy là có rất là nhiều bạn đang phân vân không biết là nên mua gói VIP hay là mua gói tím. Thì các bạn nên mua gói VIP nha. Tại vì gói VIP thì xuất hiện theo mùa, không mua là hết mùa. Còn cái gói VIP thì lâu lâu thỉnh thoảng thì nó cũng xuất hiện hoài. Các bạn thiếu gì cơ hội để mua đúng không? Ok là nếu mà các bạn phân vân giữa hai cái sự lựa chọn đó thì lời khuyên của mình là nên mua gói VIP nha. Đây đây đây, bây giờ là tới màn test nhân phẩm của tôi một lần nữa, mùa mới. Hôm nay là mình có 338 con cương mà mình sẽ xài hết luôn nha các bạn. Rồi, ok la, gói thăm mới luôn. Ui, được cái tóc. Yes, ủa sao cái màu này nó basic quá ta. Lúc nào tôi cũng thấy cái màu này luôn á. Tiếp theo, có cái cân đậu vân nữa. Ô, cái cây. Ô, cây này đẹp nè. Bình có muốn hàng mẫu đơn. Ừ, được hai cái tím rồi, cũng ok la. Cái tóc với lại cái cây phía dưới. Rồi, rất là nhiều món luôn ha. Hy vọng là ra bộ đồ đi. Mà tính ra cái gói này mình không có thích bằng cái gói nữ hải tặc các bạn ơi. Đây, cái gói này xịn nè, có nguyên chiếc thuyền luôn. Với số kim cương còn lại thì chắc là tôi không đủ rồi. Tôi chắc là tôi sẽ bóc nửa này nửa kia đi. Rồi, tiếp theo bóc lẻ nha. Bóc riêng lẻ. Đó, bữa đứa nào dám nói là bốc riêng lẻ không trùng đâu. Vừa bốc được cái cây rồi ra cái cây nữa nè. Số 7 không à. Ý, đôi dài hả? Ôi, một đôi dài. Thôi, số cạc của tôi là hay bốc ra đôi dài hết không. Ôi, một cái hình sen, thảm hoa sen nha. Tiếp theo. Trời ơi, những món đồ mới không liên tiếp không. 238 có nơi nữa không ta? Còn một lần nữa nha. Cũng ba la xì mua. Ý, thêm một cái món mới nữa. Cũng ok la. Trời ơi, sao không ra cái cân này nhỉ? Chơi một lần nữa nè. Không ra rồi. Lư hương, trời ơi, cho tôi cái lư hương kia vậy. Chơi một cái nữa, bị dính rồi. Trời ơi, cái tóc hơi trùng rồi. Thôi, mình qua cái gói khác đi. Thiệt luôn á. Đây, cái gói hàng bốc thăm nữ hoàng hải tặc nha. Cho tôi cây súng rồi nha. Khẩu này là khẩu thứ tư rồi. Trời ơi, ôi là trời. Cái nữa. Rồi, xong luôn. Sao người ta có nhiều thuyền lắm mà ta. Sao tức tôi kỳ vậy.
Không ra nữa rồi. Ra đi mà, dứt thuyền thôi. Rồi xong luôn. Ê ơi, còn trời ơi, còn bắt không được. Hợp đến nào. Rồi xong, hiểu nha. Còn 13 kim cương là 13, 13 là số xui nữa chứ. Trời ơi, số kim cương còn lại. Hôm bữa là trong đây có một máy quay phim thì phải, nhưng mà mình quên nhận rồi. Trời ơi, nghe đồn đâu là cái máy nó rất là xịn luôn. Nay nhận cái áo khoác caro đen nha mọi người. Với lại là tôi nghe giang hồ đồn đâu là mọi người nhận chiếc xe nhiều lắm lắm luôn. Trời ơi, cái xe đạp đôi nè. Làm gì mà nhanh dữ thần vậy trời. Hôm nay cũng có một vài món nha, mà các bạn, đặc biệt là các bạn có thể đổi lên tới 10 món lận. Nhưng chỉ có một vài cái thì đổi được một món thôi. Bây giờ mình sẽ đổi trước tiên là mái tóc này trước đi, mái tóc đuôi ngựa. Ok, tiếp theo là bộ đồ. Cái bộ đồ này cũng xịn nè. Để mình coi cái nào cao cao để mở ra học quà. Các bạn học quà đầu tiên trước. Biểu cảm này đi ha, giá cao nè. Y bắn tim. Ồ, học quà đầu tiên. Gì đây? Trời ơi, trời ơi. Ê, cái biểu cảm này quen quen nè. Rồi, tiếp theo là bộ đồ. Ủa, nhìn số xu tim của tôi đi, còn có 317 à. Trời ơi, cái hộp thứ cuối cùng mà nó dài một sọc luôn các bạn ơi. Làm sao mà đổi ra nổi đây? Chứ xe đạp chắc còn lâu lắm. Xe đạp đôi. Hồi nãy chưa đổi cái quần nữa. Mình sẽ mặc thử nha. Đấy, xịt tay gì đây? Chắc hẳn là mọi người có hết rồi đúng không? Thôi mình chơi xịt tay mặc bỉm đi. Xịt tay tôi hơi lạ. Hơi khác người đó. Trời, cái mái tóc nè. Thôi mái tóc này ok hơn nè. Kê la chưa? Rồi thiếu, chỉ còn thiếu một đôi dép nữa thôi. Mấy cái biểu cảm này bắn tim trời ơi. Đó, xịn sò đen. Sang đôi dép nha. Đôi dép nào đây? Tôi là tôi cái gì chứ, tôi là giày dép bao la mọi người à. Đó, còn trùng nhau nữa. Cái này thì bự quá. Ồ, cái này được nè. Trời ơi, bộ đồ em bé hợp lý. Nay là bốc thăm là mùa nào cũng bị xui luôn, không có nào mà kiểu bốc dễ dàng á. Kể từ đây là nghèo rồi. Ok, và các bạn cũng đừng quên là like, subscribe ở bên dưới clip này. Nhớ là comment tên nữa để nhận món quà thổi vang từ mình nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ.